vừa rồi có sự kiện viết backstory đôi cho hai nhân vật D&D trong server Discord bọn mình nhân dịch Valentine. Hai người cùng viết với nhau random cả start và level để kích thích trí tưởng tượng. Sau đây là backstory đôi của Vase và Boop. Backstory này được vote trong top 3 yêu thích nhất ở server. Bạn từng nghe và đoán xem câu chuyện này đoạt dài mấy. Mình sẽ tiết lộ ở cuối video. Cô nó cuối cùng ngã xuống, mở đường cho quân đoàn tiến vào lâu đài. Đối diện với họ là ánh mắt của nữ phù thủy nhìn xuống từ trên cao. Ánh mắt không chút sợ hãi, quét một lượt qua quân đoàn, dừng lại trên một người thành binh lớn khôn hơn rồi justin nhỉ giọng cô vang vọng trong đại sảnh giọng nói đó làm justin sững lại khuôn mặt này đôi mắt này sao nó thân quen đến lạ những ký ức tưởng chừng đã ngủ quên từ lâu lắm bất chợt ùa về lúc đó anh chỉ là đứa trẻ thân mang bệnh tật đau ốm quanh năm là cô đã luôn ở đó săn sóc anh yêu thương anh vui buồn cùng anh justin à tớ mới trông được cho cậu một cái kẹo nhà làm nè cô gái vung vẩy cái kẹo với khuôn mặt vui sướng justin yêu quý tớ lại có bài này khó quá giúp nha lần này tớ trả hai cái kẹo luôn cô gái thỉnh thoảng lại nhờ anh làm bài tập justin ơi tớ không ngủ được bố mẹ tớ dạo này lạ lắm tâm sự chút đi cô gái đêm hôm trèo cửa sổ vào phòng anh justin tớ qua đêm ở phòng cậu rồi thì cậu phải chịu trách nhiệm lấy tớ đấy nhá cô gái cười thật tươi sau một đêm không ngủ Hình ảnh xưởng kẹo chìm trong biển lửa cũng dần hiện về trong mắt anh. Rồi, tiếng thét đau đớn kéo anh trở lại thực tại. Cả quân đoàn đã bắt đầu sông lên, nhưng không để ý đến lời của Lily. Họ chỉ làm theo mệnh lệnh, và mệnh lệnh là phải tiêu diệt nữ phù thủy độc ác. Cô lười biếng phất tay, một chiếc xúc tu quét ngang đại sảnh, thêm nhiều người nữa ngã xuống. Cô bước dần về phía anh, tiếng gào thét ngay một tăng theo mỗi bước chân của cô. Cho đến khi không còn tiếng động nào vang lên, thì đôi mắt màu tím kia đã ở đối diện anh. Justin khổ sở, tay siết chặt thanh kiếm, liều mạng lao về phía Lily. Từ dưới lòng đất ngay lập tức trồi lên những cái xúc tu cuốn chặt lấy cơ thể anh. Thôi nào, bạn bè lâu năm gặp lại, sao phải đối xử với nhau như thế? Lily nở nụ cười, không biết có phải châm biếm hay không. Mắt người thánh binh nhắm lại như thể đã chấp nhận số phận. Thở hắt ra một hơi, anh hỏi cô. Tại sao cô lại thành như thế này? Đáp lại cậu chỉ là một tiếng cười khinh miệt. Cậu biết thể làm gì? Để khuyên tôi quay đầu là bờ. Nên nhớ rằng tôi vừa giết hết những đồng đội của cậu đấy nhé. Vậy cô còn chờ gì mà không giết tôi đi? Nào, nào. Tôi không giết cậu là có lý do của mình. Nói cậu không tin cho tôi đã luôn dõi theo cậu. Tôi biết về danh tiếng của cậu. Thiên tài của quân đoàn giáo Bắc. Niềm tự hào của Thier. Ôi, những danh sưng mới mỉm hiểu làm sao Tôi tự hào lắm Tự hào với người bạn thời nhỏ của mình Justin nghĩ những danh sưng đó Mà lòng chua chát Giờ chúng khác gì trò cười đâu có chứ Vừa thẹn vừa giận Cậu gầm lên Đừng vòng vô nữa Có muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi <laughs> Tôi muốn lấy cậu Tất nhiên rồi Tôi đã qua đêm ở phòng cậu rồi Thì cậu phải có trách nhiệm với tôi chứ Cô, cô điên rồi à, Đùa thôi Làm gì căng thế những việc tôi muốn giữ cậu ở lại bên mình là thật. Justin à, tiềm năng của cậu nó không thể phủ nhận. Thay vì lãng phí nó cho một lý tưởng sao dẫu, hãy cùng tôi tái lập lại thế giới này. Và biết đâu đấy, cậu thật sự sẽ có được tôi thì sao? Đừng sợ. mở miệng nhắc về những lý tưởng với tôi. Cô biết gì về nó chứ? Tôi chỉ biết cái thứ mà cậu gọi là lòng tốt. Nó không tồn tại. Lily vén váy lên để lộ cặp đùi chi chít vết bỏng. Cậu nhớ đám cháy năm đó chứ Những người đó Những người mà tôi gọi là cha làm mẹ Đã hiến tôi cho một con quỷ Để đổi lấy tiền tài và sức mạnh Cái xưởng kẹo đó không đủ thỏa mãn họ Nhưng họ chỉ là những kẻ ngu ngốc Không thật sự hiểu mình đang làm gì Nghi lễ Thất bại Họ bỏ tôi chìm trong biển lửa Nhưng trước khi hóa thành cho Con quỷ mà họ triệu hồi đã ký với tôi một khế ước mang cặp chân, mang nỗi đau đớn này suốt đời, đổi lấy sức mạnh của nó. Một hồi im lặng kéo dài. Tôi biết là cậu chưa từ bỏ được ngay cái chính nghĩa ngớ ngẩn đó. Cậu cũng không giết được tôi lúc này. Vậy hãy đi bên cạnh tôi. Biết đâu cậu sẽ tìm ra cơ hội. Còn tôi sẽ cho cậu thấy sự tàn nhẫn của thế giới này. Thông tin nhân vật Nhân vật của Bob là Justin Lucero, một Human Paladin of Vengeance level 4. Còn nhân vật của Vase là Lily, đã từ bỏ họ của mình, một Human Fiend Warlock level 17. Một chuyện tình Yandere, thổi một làn gió mới cho việc đi mạo hiểm cùng nhau. Black Story này đoạt đồng giải nhì với một Black Story khác trong Discord server bọn mình.